nếu mà mình đi thẳng từ ở ngay chỗ cái New Building, tức là cái điện Capitol mới đó, thì mình cũng sẽ đi một đường thẳng cũng xuôi theo cái dòng sông Mississippi River tới đây là Old Building, là cái chỗ cũ của hành pháp, nhà lập pháp của tiểu bang Louisiana. Cái này là cái gì? Cái này là cái State Capitol Building mà nó là cũ rồi. Hồi xưa người ta đặt nó là Little Castle in the River, một castle, một cái lâu đài bên dòng sông, một tiểu lâu đài bên dòng sông. Hồi xưa đó là hành pháp và lập pháp thì địa vị ở đây, rồi sau này là mới đổi qua bên kia. Bây giờ làm thành một cái museum để cho người ta vô coi, để người ta tìm hiểu về tiểu bang Louisiana. Cũng là trên một con đường, hoặc là mình có thể bấm vô Google mình. Bây giờ bắt đầu mình vô bên trong. Ở đây mình không có cần qua bảo vệ an ninh nè, đúng không? Tại vì ở bên đây bây giờ người ta không có còn hội họp nữa, chỉ là museum. Lâu đời lắm rồi. Building này mở cửa chứ không phải là build nha, mở cửa là 1850, lâu đời không? Lâu đài cái bằng tiểu lâu đài bên dòng sông. Cái lâu đài của cái lâu đài nhà họ và của anh cái gì?
đây là 5850 là bắt phải sửa chữa, ngồi sửa chữa lại để open repair cái này nó chỉ có 2 tầng thôi à, tầng 1 với tầng 2. Ủa vậy hai xây dựng ngoài giống như 4 tầng vậy. Dạ, nhưng mà là không quá mình không có đi lên lại cái cấp bị tàu của California mình lại ha, coi lại coi. Oh wow, cái gì cái kiếm này hả, là lấy từ ở bên Capitol á, United States Capitol á, đem về đây để mà bỏ lên trên cái nóc nhà của thượng viện và hạ viện, cái chỗ mà làm việc của Louisiana. Và mấy cái gọng này là bằng sắt. It was a cruel system, one that pulled the families apart and swept up even the most innocent. Wow, ở trên cái tháp làm bằng kiến đẹp quá. Cái trụ thì bằng sắt. Mình đi lên được. Giờ đi lên hả? Đem từ ở bên Washington về. Bây giờ bắt đầu đi lên tầng trên. Ui, cầu thang đẹp quá.
kiến trúc xưa. Đẹp tuyệt vời. Đây là phòng họp ngày xưa. Ở đây là phòng họp cho thượng viện. Cái hồi xưa cũng là một phòng họp cho hạ viện nè, nhưng bây giờ người ta lấy bàn ghế ra hết rồi. Cái Capitol này ngày xưa chỉ có 2 tầng thôi, nhưng mà cái kiến trúc giống như là một cái lâu đài á. Quá đẹp. Cầu thang hình xoắn ốc. Powder New Orleans. Rồi building này chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thôi chào các bạn nha, tạm ngừng video đây. Bye.